Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 13 tháng 12 của Đài truyền hình của số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết ở khu vực Bắc Bộ hầu như không thay đổi so với hôm qua là mấy. Không khí lạnh vẫn đang trong quá trình suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trường phân kỳ khô trên cao không còn nên trời nhiều mây vào đêm và sáng. Mưa nhỏ chỉ xảy ra cục bộ với lượng không nhiều. Nhưng tình trạng sương mù diễn ra ở nhiều nơi tại khu vực ở phía đông Bắc Bộ. Nhiệt độ vào sáng sớm phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất có xuống giảm nhẹ xuống chỉ còn mức từ 23 cho đến 26 độ. Đến khoảng chiều tối và đêm, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường xuống Bắc Bộ, chuyển nhiều mây, mưa vẫn chỉ xảy ra ở vài nơi với lượng không nhiều, nhưng nền nhiệt giảm dần, nhiều khả năng từ ngày 14 trời sẽ chuyển rét. Lùi xuống miền Trung, ngày hôm nay nhiễu động trong đới gió đông trên cao, tiếp tục hoạt động nên xuất dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến tận Bình Thuận trời nhiều mây có mưa rào và rông trên diện rộng. Riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi cho đến Bình Thuận chịu ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc áp thấp nhiệt đới ở phía Nam đang có xuống dịch chuyển vào đất liền nên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông. Trên các sông tại khu vực này có khả năng sẽ xuất hiện một lượt lũ với đỉnh lũ ở mức từ báo động 1 đến báo động 2. Ngoài ra cũng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất nên người dân cần hết sức lưu ý. Áp thấp nhiệt đới tiến sát vào đất liền nên trong ngày hôm nay, mây đối lưu dày vẫn bao trùm toàn bộ khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chút xuống những cơn mưa lớn rồn rập, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông. Mực nước trên các sông ở Tây Nguyên vẫn tiếp tục báo động 1, báo động 2, kèm theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nên người dân cũng cần chú ý đề phòng. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thời tiết cụ thể tại một số đô thị lớn trên cả nước. Ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội, thời tiết vẫn khô giáo không mưa, trưa chiều trời còn nắng ấm áp, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 25 cho đến 26 độ, thuận lợi cho hoạt động lưu thông cũng như là đời sống sinh hoạt của người dân. Lưu ý một điều là sáng sớm trời có sương mù, đặc biệt là khu vực ngoại thành hay ven sông Hồ có sương mù dày hơn, làm giảm tầm nhìn, nên khi lưu thông vào lúc sáng sớm, quý vị và các bạn nên giảm tốc độ, bật đèn vàng để tránh va chạm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm tại thủ đô Hà Nội sẽ giao động trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Thời tiết ở thành phố Việt trì không khác biệt so với thủ đô Hà Nội là mấy. Có điều là do ở miền trung du nên vào sáng sớm và ban đêm thành phố Việt trì sẽ có sương mù dày đặc hơn khiến tầm nhìn giảm thấp. Cộng với đặc thù địa hình nhiều đồi núi lên xuống và đường cuông ngoằn ngoèo, nên các phương tiện lưu thông sẽ gặp bất lợi hơn. Đến trưa chiều sương mù tan đi trời có nắng, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm này tại đây sẽ giao động trong khoảng từ 24 cho đến 25 độ. Ngày hôm nay ở thành phố Vinh trời chuyển nhiều mây hơn nhưng mưa thì vẫn chưa có khả năng xảy ra nhiều, chỉ là mưa nhỏ cục bộ ở một vài nơi. Độ ẩm không khí cao cộng thêm trời nhiều mây nên sẽ không mấy thuận lợi cho các hoạt động giặt phơi đồ hay là hong phơi thủy hải sản khô của bà con ven biển. Nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm nay ở thành phố Vinh sẽ phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ, cao nhất trưa chiều chỉ trong khoảng từ 24 cho đến 25 độ tại thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay mưa sẽ có xu hướng tăng hơn so với hôm qua, trời nhiều mây, mưa xuất hiện trên diện rộng, có nơi đạt lượng mưa vừa mưa to, sáng sớm và đêm trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ. Đến trưa chiều, do thành phố vẫn nhiều mây và có mưa, nên nhiệt độ cao nhất cũng chỉ tăng lên mức từ 24 cho đến 26 độ. Trời mưa làm đường trơn trượt, không thuận lợi cho các hoạt động lưu thông. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài trong vài ngày sắp tới, nên quý vị cần cân nhắc nếu có kế hoạch du lịch tại đây. Hoàn lưu mây của áp thấp nhiệt đới cũng tác động đến Tây Nguyên, trong đó có thành phố Buôn Mê Thuột. Nên ngày hôm nay ở thành phố này, mây đối lưu phát triển dày gây ra mưa lớn và rông. Mực nước các sông vẫn đang tiếp tục dâng cao, người dân cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiệt độ ở thành phố Buôn Mê Thuột trong ngày và đêm nay chỉ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 24 độ. Ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có mưa rông do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, nếu không có việc gì quá quan trọng, quý vị nên hạn chế lưu thông ngoài đường để phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, thì người dân cũng cần đề phòng mưa lớn gây ngập các tuyến đường trụng thấp. Do trời nhiều mây và có mưa trong ngày, nên nền nhiệt ở thành phố Hồ Chí Minh tương đối thấp, cao nhất chỉ trong khoảng 27 độ, còn về đêm giảm xuống mức là 24 độ. Độ không khí khá cao từ 85 cho đến 95%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tới đô thị của đài truyền hình cơ số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.